Anh đã áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng xe tăng Challenger 2 viện trợ cho Ukraine sau khi chứng kiến sự thất bại của xe tăng Leopard trên chiến trường. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Ukraine nhận yêu cầu hạn chế dùng xe tăng Challenger 2. Việt xe tăng thiết giáp phương Tây, binh sĩ Nga được nhận huân chương. Thiếu khí đốt của Nga có thể khiến ngành công nghiệp Đức bế tắc. Tổng thống Putin nói về tầm quan trọng của chiến dịch đặc biệt nhằm củng cố nước Nga. Thông tin Anh đã áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine trong quá trình phản công. Cụ thể là quân đội Ukraine không thể sử dụng xe tăng Challenger 2 trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, được công bố bởi kênh Telegram Resident của Ukraine. Nguồn tin trên được chủ kênh Resident dẫn một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky. Nếu việc này là đúng thì quân đội Ukraine gần như phụ thuộc vào nước ngoài trong việc sử dụng vũ khí trong tác chiến. Quyết định này của chính phủ Anh đã vấp phải sự chỉ trích từ người Ukraine những người coi đó là hạn chế bổ sung đối với khả năng chiến đấu đối với quân đội của họ. Phương Tây lại tiếp tục hạn chế khả năng chiến đấu của quân đội Ukraina. Họ cho chúng tôi quyền có thể sử dụng vũ khí trang bị của họ ở đâu và như thế nào, kênh Resident cho biết. Hiện chưa thể kiểm chứng mức độ tin cậy của thông tin trên. Tuy nhiên, xe tăng Challenger 2 của Anh không tham gia vào các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Ukraina trong những ngày qua. Trước đó vào ngày 28 tháng 3, những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên của Đức và xe tăng Challenger 2 của Anh đã đến Ukraine. tờ Der Spiegel của Đức dẫn nguồn tin riêng cho biết tổng cộng 18 xe tăng Leopard 2 của Đức đến Kiev. Cùng ngày những chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên do Anh cam kết viện trợ đã có mặt ở Ukraine. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố viện trợ 14 xe tăng Challenger 2 và khoảng 30 khẩu pháo tự hành AS-90 155mm như một phần của gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Ban đầu, Đức tỏ ra miễn cưỡng cung cấp xe tăng cho Ukraine hoặc thậm chí cho phép các nước khác gửi xe tăng của họ. Tuy nhiên, Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng cho Ukraine vào tháng riêng. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov đã đăng ảnh chiếc Challenger 2 bên cạnh các phương tiện quân sự khác do phương Tây sản xuất trên trang Facebook của mình. Đồng thời, ông mô tả xe tăng Challenger 2 của Anh là một tác phẩm nghệ thuật quân sự và hy vọng sự xuất hiện của những chiếc xe tăng này sẽ giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Ukraine. Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức vào ngày 12 tháng 6 cho biết chính phủ nước này không có thông tin cụ thể về số xe tăng Leopard bị phá hủy ở chiến trường Ukraine. Trước đó, theo thông tin từ phía Nga, quân đội nước này đã phá hủy ít nhất 7 xe tăng Leopard do phương Tây cung cấp trong các cuộc giao tranh ở Ukraine vừa qua. Các binh sĩ Nga đã được trao tặng danh hiệu quân sự cao quý nhất sau khi tiêu diệt 4 xe tăng Leopard và 5 xe chiến đấu Bradley trong quá trình đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao tặng huân trường sao vàng anh hùng nước Nga cho những quân nhân đã tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một số video và hình ảnh trong những ngày gần đây cho thấy nhiều cuộc tấn công vào xe bọc thép và xe tăng của Ukraine từ trực thăng tấn công K-52 và máy bay không người lái. Trong đoạn video được công bố vào hồi cuối tuần trước, các UAV đã tấn công xe tăng ở khu vực Japorizhia, nơi các lực lượng của Kiev đang tập trung phản công. Đoạn video đã được xác minh là được quay cách làng Mala Tomaka ở Japorizhia vài km về phía nam, tuy nhiên không thể xác nhận thời gian quay video. Quân đội Ukraine vào tuần trước đã tuyên bố sẽ sớm tiếp tục chiến đấu. Báo The Telegraph của Anh vào hôm 11 tháng 6 dẫn lời một nhóm binh sĩ đang tạm nghỉ chiến đấu bên ngoài thị trấn Orykiv ở vùng Japorichia cho biết họ đã mất hầu hết các xe Bradley. Trong số 9 phương tiện thuộc đơn vị bộ binh cơ giới của nhóm, 6 phương tiện đã bị phá hủy, 3 phương tiện bị hư hỏng nhưng có thể sửa chữa được và một phương tiện không bị hư hại. Nhóm này cho biết các lực lượng Nga đã được cảnh báo trước và đã chế nhạo người Ukraine vào đêm trước trận chiến qua bộ đàm của họ. Khi được hỏi liệu họ có giành được vị trí nào trong khu vực dưới hỏa lực dày đặc như vậy hay không, một trong những người lính ra hiệu cho biết họ có bước tiến rất nhỏ. Khi những chiếc Bradley của chúng tôi được sửa chữa xong, chúng tôi sẽ quay lại ngay trận chiến, một người khác tuyên bố. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 9 tháng 6 cho biết các lực lượng Ukraine đã thất bại trong những ngày đầu phản công, nhưng tiềm năng tấn công của Kiev vẫn chưa bị suy yếu. Nga cho biết cuộc tấn công của Ukraine đang tập trung vào một số điểm ở miền nam Ukraine, nhưng các tuyến phòng thủ của họ vẫn chưa bị chọc thủng. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 10 tháng 6 xác nhận rằng quân đội nước này đang tham gia vào các hoạt động phản công và phòng thủ, nhưng không nói rõ chi tiết. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các tướng Ukraine đang lạc quan. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, nước này sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí dừng sản xuất công nghiệp nếu việc vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine dừng lại vào năm tới. Bộ trưởng Habeck cho biết, tại WeChat Forum, một hội nghị kinh tế ở Bassaro rằng, không có kịch bản chắc chắn nào về việc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách ở Berlin cần tránh lặp lại sai lầm tương tự khi cho rằng tình trạng thiếu năng lượng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Đức Habeck cho hay. Bất chấp việc ký ép cáo buộc Moscow gây hấn, Nga vẫn tiếp tục tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt và trả phí quá cảnh cho Ukraine. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, rất khó có khả năng hợp đồng sẽ được gia hạn sau khi hết hạn vào cuối năm 2024. Trong khi Berlin tuyên bố đã từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ tháng 1, các nước EU khác vẫn dựa vào Moscow để đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ. Bộ trưởng Habeck giải thích rằng, nếu Áo, Slovakia, Italia và Hungary bị cắt nguồn cung từ Nga, các quy tắc chia sẻ khí đốt của EU sẽ yêu cầu Đức hỗ trợ họ. Điều này sẽ gây ra vấn đề cho người sử dụng công nghiệp. Bộ trưởng Habeck lập luận rằng việc xây dựng các nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG mới trên bờ biển Baltic là điều cần thiết để Berlin có thể nhập khẩu khí đốt từ Mỹ và Trung Đông. Cư dân địa phương và các nhóm môi trường đã tìm cách ngăn chặn việc xây dựng. Ông Habeck đã ủng hộ các nguồn năng lượng thay thế trong nhiều tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chính trị gia của Đảng Xanh nổi tiếng vì khuyên người Đức tắm ít hơn và trong thời gian ngắn hơn, vì tiết kiệm nước nóng sẽ làm Tổng thống Nga Vladimir Putin khó chịu. Đức đã phát triển một mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào giá khí đốt rẻ của Nga. Ông Habeck nói với các phóng viên vào tháng 8 năm ngoái, lập luận rằng điều này cũng tạo ra sự phụ thuộc vào kẻ thù của luật pháp quốc tế và nền dân chủ tự do Bộ trưởng kinh tế Đức còn nói rằng mô hình đó đã thất bại và nó sẽ không quay trở lại. Năm tuần sau, các đường ống Nord Stream cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Đức đã bị hư hại trong một loạt vụ nổ dưới nước. Nhà báo Mỹ Schmerber đã cáo buộc Mỹ ra lệnh và thực hiện vụ phá hoại, trong khi Washington và các đồng minh cố gắng đổ lỗi cho Moscow hoặc suy đoán về các nhóm thân Ukraine có thể đã thực hiện việc đó, dù có hoặc không sự chấp thuận chính thức của Kyiv. Trước đó, ông Karl Müller. Người đứng đầu cơ quan mạng lưới liên bang Đức đã cảnh báo rằng các doanh nghiệp và hộ gia đình Đức có thể cần phải cắt giảm hơn nữa mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của họ để tránh khủng hoảng năng lượng vào mùa đông tới. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với thời báo tài chính số ra hồi tháng 3, ông Müller đã nói về nguy cơ thiếu khí đốt tiềm ẩn, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở Đức chưa kết thúc và phần lớn phụ thuộc vào việc liệu mùa đông tới có lạnh hơn mùa đông vừa rồi hay không. Theo vị quan chức của Đức Tình hình cũng phụ thuộc phần lớn vào việc chính phủ có tiếp tục hạn chế việc sử dụng khí đốt và đảm bảo nguồn cung cấp đa dạng hay không. Người đứng đầu cơ quan mạng lưới liên bang Đức nhấn mạnh rằng mùa đông năm 2023-2024 sẽ là mùa đông đầu tiên Đức trải qua tình trạng hoàn toàn không có bất kỳ khí đốt nào được cung cấp qua đường ống dẫn khí đốt của Nga, trong khi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu dự kiến sẽ không tăng đáng kể trong năm nay hoặc năm tới. Phát biểu về chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng điều quan trọng là củng cố đất nước và bảo vệ cư dân Donbass. Vào hôm thứ Hai, nguyên thủ quốc gia Nga đã đến thăm một quân y viện, nơi ông Putin trò chuyện về các thành viên tham gia chiến dịch đặc biệt. Tôi không cần nói về tầm quan trọng đối với đất nước, để nước Nga được củng cố, độc lập, tự chủ, để bảo vệ cư dân ở những vùng lãnh thổ này là người của chúng ta. Mọi người cảm thấy mình là một phần của nhân dân nước ta và nghĩa vụ của chúng tôi cùng với các bạn là phải bảo vệ họ. Ông Putin nói: Xét theo những gì các bạn kể lại, những trận pháo kích, sau đó là xe tăng, tiếp đến là xe bọc thép và bộ binh, đây rõ ràng là hoạt động chiến sự khốc liệt, ông Putin đánh giá. Nói chung, mỗi người trong các bạn đều là anh hùng, tổng thống Putin khen ngợi. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế, xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.